Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nói Thẳng Funny. Có lẽ vừa rồi là kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cũng như là kỳ thi để đánh giá được con cái của bạn có lên đại học hay không. Và tôi nghĩ rằng nó là một cái mối quan tâm lo lắng của tất cả các bậc phụ huynh đều mong muốn con mình đỗ được vào trường đại học như mong muốn, để các con có được những cái con đường, các con có được những cái tri thức mới để trang bị cho các con vào một cuộc hành trình dài về sau này trong việc để các con xây dựng lên một gia đình nhỏ của các con. Nhưng các bạn cũng biết là để tìm được cái công cuộc về học hành nó vất vả. Có lẽ là các bạn thấy là có những người thì đỗ đại học nhưng có những người thì không đỗ đại học. Và cuộc sống của chúng ta thì các bạn thấy là nó có muôn vàn những ngã rẽ cho mỗi người khác nhau. Có người thì nói dường như nó là định mệnh, có người thì nói dường như nó là sự may mắn, hoặc là nó là sự mà chúng ta trả giá bằng việc chúng ta chưa cố gắng. Nhưng theo quan điểm của Nói Thẳng Funny thì tri thức của một con người nó không đánh giá dựa trên bằng cấp, mà nó cũng không đánh giá dựa trên học thức của mỗi người cao hay thấp. Bởi vì các bạn thấy là nhưng cái vấn đề là gì? Khi chúng ta được vào đại học hoặc chúng ta học được những cái trường cao đẳng hay trung cấp gì hay gì đó, thì tất cả cái việc học đó nó đều là cái chìa khóa để nó khơi nguồn ra tri thức cho chúng ta. Nó cho chúng ta cái gốc để chúng ta hiểu rõ hơn nhiều điều. Vậy thì cái việc tích lũy để cái tri thức đó thì tôi nghĩ rằng nó phải tích lũy từ nhiều yếu tố. Theo Nói Thẳng Funny thì cái yếu tố đầu tiên, cái tri thức của một con người tích lũy đấy là từ chính những cái cuộc sống hàng ngày. Đó là sự quan sát, đó là sự nhìn nhận, đó là sự đánh giá về các cái vấn đề mà các bạn nhìn thấy, các bạn trông thấy và các bạn được nghe hay được đọc. Thì tôi nghĩ đó là điều thứ nhất mà để chúng ta tích lũy nên tri thức. Cái tri thức thứ hai mà chúng ta có được từ cái việc mà chúng ta thực hành nó, đó là từ cái việc mà chúng ta làm, từ việc chúng ta giao lưu với anh em bạn bè, từ việc mà chúng ta hiện thực hóa những cái kế hoạch hay những cái ước mơ hay những cái ý tưởng của chúng ta, thì đó cũng là tri thức. Và cái tri thức thứ ba nó đến từ cái việc mà chúng ta được dạy dỗ từ khi chúng ta còn ngồi ghế nhà trường cho đến khi chúng ta không học nữa. Và một cái tri thức thứ tư tôi nghĩ rằng chúng ta được học được, đấy là tri thức từ chính trong gia đình, từ chính những người bạn bè, từ chính những người chúng ta gặp. Bởi vì họ sẽ là người mà cho chúng ta những cái kinh nghiệm nó vô cùng quý. Đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta hay gọi đùa đấy là học qua miệng. Bởi vì học truyền miệng là phương pháp học nhanh nhất, bởi vì chúng ta học được những cái tinh hoa từ những người đi trước một cách nó ngắn nhất và dễ hiểu nhất. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ rằng cái tri thức đó nó được tạo ra từ chính những cái đánh giá của bản thân, từ chính những cái rút kinh nghiệm từ bản thân để chúng ta biết được cái đúng và cái sai. Vậy thì với tôi thì tri thức nó rất là đơn giản, nó xuất phát từ chính năm cái yếu tố đó, và nó giúp cho chúng ta trên con đường chúng ta tạo lập sự nghiệp, trên con đường chúng ta kiếm tiền nó sẽ dễ dàng hơn. Có thể mọi người nói là học đại học là không cần thiết, nhưng nếu như có cơ hội thì học đại học là cần thiết. Bởi vì học đại học nó sẽ giúp cho các bạn nhìn ra một con đường nó rộng hơn. Nhưng nếu như không học đại học mà học các trường trung cấp, học các trường nghề thì tôi nghĩ rằng cũng không sao cả. Bởi vì mục đích cuối cùng của chúng ta là kiếm tiền. Và kiếm tiền thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta kiếm tiền. Có thể chúng ta là những người thầy để chúng ta chia sẻ lại. Có thể chúng ta là những người thợ để chúng ta tạo ra những giá trị vật chất. Vậy thì với xã hội hiện đại như bây giờ thì tôi nghĩ là ai cũng mong muốn làm thầy thì ai làm thợ bây giờ. Và với con cái của chúng ta thì tôi nghĩ rằng cái quan trọng mà chúng ta mong muốn các con đạt được, đấy là với tôi thì tôi luôn mong muốn là con tôi có một cái nghề. Các cụ vẫn nói là trăm hay không bằng tay quen. Phải có một cái nghề, thì từ cái nghề đó thì nó sẽ tạo ra được cái đam mê cho các con, nó sẽ tạo ra được cái giá trị vật chất cho con, nó sẽ tạo ra được cái tri thức cho các con khi các con yêu một cái nghề gì đó. Và nó cũng sẽ là cái xuất phát điểm để cho các con đi một con đường dài.
cũng như là thực hiện nhiều ước mơ cho các con. Có một thực tế mà các bạn thấy là rất nhiều các cái sinh viên đại học ra trường, cái tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao. Và khi họ ra trường xong thì các bạn thấy là gần như là họ đi những con đường ngã rẽ khác nhau. Chứ cái tỷ lệ mà để làm được đúng cái chuyên ngành của họ rất là ít. Bởi vì như các bạn cũng biết là cái việc giáo dục ở Việt Nam thì thực ra nó chưa đem lại được nhiều các cái thực tế, nó chưa đem lại được nhiều những cái thực hành so với các cái như giáo dục ở bên nước ngoài. Mà gần như với giáo dục của chúng ta thì các bạn thấy nó vẫn chỉ là mang tính lý thuyết là nhiều. Mà trong khi đó thì với xã hội ngày càng hiện đại thì các công ty họ yêu cầu tuyển được những người mà bản thân những người đó thì họ phải có được cái nhìn về cuộc sống, họ phải có về khả năng ăn nói, họ phải có cái cách để vận dụng được những cái việc họ học vào trong cái công việc. Chính vì vậy mà để đáp ứng được điều đó thì rất là khó. Tôi phải nói luôn là rất là khó với các cái chương trình học của chúng ta hiện tại như bây giờ. Chính vì thế mà các bạn thấy là gì, là khi chúng ta tốt nghiệp xong có người thì làm xe ôm, có người thì làm những cái công việc mà ngoài ý muốn của chúng ta. Nhưng theo tôi nghĩ là làm gì nó không quan trọng, mà cái quan trọng là chúng ta phải có một cái định hướng cho mình. Chúng ta phải có một cái kế hoạch cho tương lai, cũng như là chúng ta phải tìm ra được một cái niềm vui, chúng ta phải tìm ra được cái đam mê trong công việc. Trở lại cái việc học thì các bạn thấy là cái theo quan điểm của tôi thì cái việc học nó không phải là cái yếu tố nó quá đặt nặng nề lên con cái để làm gì trong việc mà đỗ đại học. Bởi vì con đường thì có nhiều cách để chúng ta đi, không nhất thiết là chúng ta cứ phải học, bắt con cái học đại học, mà trong khi đó năng lực của các con có giới hạn. Bởi vì có nhiều con đường mà nó dễ dẫn đến thành công, biết đâu đó thì con cái của chúng ta thì sẽ tự các bạn ý hoặc là bố mẹ hướng dẫn để tìm ra được cái con đường đó. Cũng có một vấn đề mà nó là cái thực trạng mà các bạn thấy bây giờ là gì, là cái việc mà các bạn trẻ bây giờ khi học xong ra ngoài xã hội thì theo tôi đánh giá thì các bạn lơ ngơ hơn thế hệ 7x, 8x, thế hệ 6x rất là nhiều. Bởi vì đơn giản là các bạn, cái va chạm xã hội của các bạn nó rất là ít, trong khi đó là cái ảnh hưởng từ những cái xấu trên các công cụ internet rất là nhiều. Chính vì thế mà cái con đường các bạn đi khi mà ra ngoài vòng tay của bố mẹ thì các bạn sẽ thấy nó rất khó khăn, nó rất vất vả, nó không hề màu hồng như các bạn mong muốn. Có lẽ cái điều đó nó cũng là một cái thực trạng, nó đánh giá lên được cái việc tri thức của chúng ta trong những cái xã hội hiện đại. Dĩ nhiên là ở đây chúng tôi đang nói về một bộ phận nhỏ, chứ còn chúng tôi không nói về những cái mặt tốt mà cái môi trường đại học hay những cái môi trường về giáo dục nó đem lại. Nhưng chúng ta phải nhìn vào được cái thực tế đó. Tôi nghĩ rằng cái yếu điểm trong cái giáo dục của chúng ta thì chắc là các bạn đã từng học đại học, đã từng học nghề, đã từng học trường này trường kia thì các bạn sẽ thấy được cái yếu điểm đó. Tất cả chúng ta đều thấy. Vậy thì chúng ta hãy giúp con cái của chúng ta tránh được những cái yếu điểm đó, để cho con cái chúng ta có những cái trang bị, có những cái kiến thức, để khi các bạn ý đứng trên đôi chân của mình, các bạn ý đi được một cách nó mạnh mẽ, tránh được tối đa cái sự vấp ngã trong cái cuộc đời. Các bạn thì không biết là ý nghĩa về cái việc tri thức, đánh giá tri thức của các bạn như thế nào, thì cũng mong muốn là các bạn để lại các comment ở dưới để cho Nói Thẳng Funny biết về ý nghĩa và biết về cái cách suy nghĩ của các bạn như thế nào trong cái việc mà chúng ta góp nhặt những cái tri thức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ý kiến Nói Thẳng của Funny. Cảm ơn các bạn rất nhiều.